Hello, xin chào mọi người cùng quay trở lại với channel của Tradecoin 24 giờ. Hôm nay là thứ tư ngày 20 tháng 3 năm 2024. À, thì vào ngày hôm qua chúng ta đã thấy BC đã có những cái sự điều chỉnh gọi là nó tương đối là lớn so với lại những thời gian vừa rồi và khi mà thị trường à, trong thời gian qua nó đã có những sự điều chỉnh thì đương nhiên đa phần các ăn coi đều có những sự điều chỉnh theo à, mình thấy có những đồng à, giảm khoảng là từ 20% 30% à. À, còn những đồng ví dụ như là meme Coins thì nó chia đến chia hai chia ba lần hoặc là những đồng nào mà nó có những sự tăng trưởng quá là nóng trong thời gian ngắn thì nó cũng sẽ là à, có những sự điều chỉnh gọi là gần như là tương tự ha. Nhưng mà trong thời gian như là sáng hôm nay à, thì đương nhiên là đa phần nhìn chung là rằng là thị trường cũng cũng có những sự điều chỉnh nhưng mà à, chúng ta có thể thấy là một số những cái đồng thuộc dạng như là à, layer One cũng như là layer 2 ha thì nó đang có những sự phục hồi. Ví dụ như mọi người đang thấy là đa phần toàn bộ thị trường là trong top 100 m cap là màu đỏ đúng không? Nhưng mà cũng có một số đa phần những đồng màu xanh thì nó sẽ thuộc về những cái layer one như là layer two ha. Ví dụ như layer one thì chúng ta có ABT nè ha. hồi khoảng tầm là 5%, xui nè, à, 8,9 9% Phantom FTM này mình thấy là hệ Phantom đang khá là xanh tăng khoảng là 18%. đó là những cái đồng thuộc dạng như là layer one ví dụ tone ha, 8% ha. Còn layer 2 thì chúng ta đang có là à, Starnet à. Starnet thì mình thấy là cũng hồi lên ở mức gần khoảng gần 2 đô ha. À, OB cũng vậy nè. À, một số những cái à, layer 2 khác ha, à, mình sẽ không có kể tên quá được hết ha. ARB cũng vậy. Mọi người thấy là trong top 100 market cap là thời gian sáng hôm nay chúng ta đang có là layer 1 cũng như là layer 2 thì nó đang có những sự phục hồi lại ha. À, và chúng ta sẽ quay trở về với lại là biểu đồ của Bitcoin à, thì chúng ta đã có một cái à, chuỗi gọi là chuỗi ngày điều chỉnh ha chuỗi điều chỉnh ở khu vực này ở những cây nến xanh này thì mình thấy là nếu mà để nói là nó cây nến tăng thì cũng không phải hoàn toàn nếu mà nó gọi là nó tăng phải nó có sự khác biệt giữa gọi là giữa giá đóng cửa và giá mở cửa so với là ngày hôm trước còn cây nến xanh này thì nhìn chung rằng là nó chỉ là đi ngang thôi ha chứ nó gọi là cái cái vấn đề gọi là nó 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 gọi là nó biểu hiện cái sự khác biệt quá là lớn thì mình thấy là không phải ha thì chúng ta đã có một cái chuỗi ngày là liên tiếp là nó đều có những sự điều chỉnh ở khu vực này. mọi người thấy là một cái khu vực điều chỉnh thì mình thấy là à, nó lớn hơn so với lại là những cái khoảng thời gian trước từ ở những cái thời gian như là à, tháng 10 ha. À, ví dụ như thời gian tháng 10 cho đến hiện tại là chúng ta đã trải qua đâu đó khoảng là à, 4 đến 5 tháng rồi và từ đó đến hiện tại này thì BC nó uh, liên tục uh, những cái đến tuần là nó tạo ra những cái uh, đáy sau cao đấy trước cũng như là đỉnh sau cao đỉnh trước ha. và nó sẽ uh, ở cái khu vực này nè ở khoảng thời gian giai đầu năm 2024 nè là nó đi uh, sideways khu vực này tương đối là lâu nhưng mà nó cũng không có những sự điều chỉnh gọi là nó quá là lớn đúng không nhưng mà khi mà BC nó càng À, lên cao là càng lên đến những mốc như là 60 đến 70k là mình cũng đã nói rồi đó thì nó à, sẽ có những sự điều chỉnh khá là lớn nên mọi người sẽ không có phải là quá là bất ngờ ha. À, những chỉ cần những khi đến ngày thôi mà đây đi điều chỉnh khoảng tầm là 4 đến 5k, giá là một chuyện hoàn toàn bình thường, hoàn toàn bình thường ha. Và à, cái nến ngày là ngày hôm qua, mọi mọi người đã thấy là à, cái sự điều chỉnh này mình thấy là hầu như là nó lớn nhất ha. Nếu mà chúng ta xét về gọi là cái mức giá đóng cửa và mở cửa ha. À, còn ví dụ như là cây nến à, vào tầm là à, đầu tháng 3 này cũng có những sự điều chỉnh lớn nhưng mà à, nó rất rút râu rất là nhanh chóng đúng không? Rút râu lên đến khoảng tầm là hơn một nửa cây hơn một nửa cây nến ha. À, chứng tỏ ở khu vực này thì nó đã có áp lực gọi là nó mua lên và nó đạp nó gọi là nó đẩy cái mức giá lên. Nhưng mà cây nến ngày này hiện tại là mọi người thấy là ngày cây nến ngày hôm qua đó thì à, cái sự điều chỉnh của nó thì à, từ cái mức giá thấp nhất đến mức giá cao nhất là rơi vào khoảng tầm là 7 cái giá ha, bảy cái giá mà mọi người thấy là các gọi là cái thân nến thì nó rất là dài và râu nến thì nó chỉ là rất rất là ít thôi. Và trong ngày hôm qua đó thì khi mà BC nó cũng ở mức khoảng là 64 đến 65.000 nghìn thì mình cũng nói là thì khả năng nếu mà giảm nữa thì BTC nó mình thấy là vẫn còn khả năng cao ha. Thì ở trong thời gian như là rạng sáng hôm nay thì BC nó cái về nó cái vùng thấp nhất ha là ở cái mức khoảng tầm là 61k500, 61k500 thì trước đó là cái vùng khoảng là uh, 6 6 63, 64k cũng là một cái vùng hỗ trợ quan trọng của thị trường. Uh, nói chung là quan trọng thì có không phải nhưng mà cái khu vực đó thì uh, nó có một gọi là cái uh, khá là nhiều những cái lệnh uh, ở khu vực đó ha. Những cái lệnh thanh khoản ở khu vực đó nên uh, thị trường mà trong thời gian sáng hôm nay nè, nó cũng đã quét về ha, quét về cái khu vực này. Mọi người thấy là khu vực 64 65k ha. Đây. À, khu vực 64 đến 65k này nhưng mình cũng đã nói mình có xem trên on chain cũng không phải là xem chính kỹ thuật đâu là nó tập trung khá là nhiều những cái lệnh uh, limit ở đây có nghĩa là những cái nhà đầu tư mà họ đã mua được ở những cái vùng ở khu vực này này thì khi mà đường giá quay trở về thì nó họ có xu hướng là họ sẽ bảo vệ cái vị thế của họ ha nên tại vì sao mình nói là khu vực khoảng tầm 64 đến 65k là một cái khu vực gọi là hỗ trợ ở khu vực nó và nó Uh, có khá là nhiều những lệnh order và khi mà thị trường trong thời gian trước đó thì nó cũng quay trở về đây ha. Nó đẩy lên ha, nó rút đầu đẩy lên nhưng mà cái lần uh, gọi là gần nhất là cái lần ngày hôm qua thì nó đã gọi là thủng cái khu vực hỗ trợ này rồi. Và trong thời gian như là hôm nay thì uh, ở khoảng tầm là ngày hôm trước hoặc là ngày hôm trước nữa thì mình cũng đã nói là cái khu vực quan trọng, hỗ trợ quan trọng của thị trường chúng ta đó thì sẽ là cái vùng khoảng tầm là 60k ha, 60k là cái khu vực này thì cũng trùng với cái vực hỗ trợ cũng như là trùng với cái đường EMA 200 ở khu vực 4 thì cũng sẽ là một cái khu vực gọi là mình thấy là là gọi là nó quan trọng nhất ha, quan trọng nhất từ cái mức từ 60k đến 70k gọi là khu vực uh, hỗ trợ quan trọng nhất là khu vực khoảng tầm là 60k thì nếu mà trường hợp mà uh, BTC nó nếu mà nói trường hợp nó vẫn giữ được ở cái mức khoảng tầm 60k này á, thì uh, thị trường có khả năng nó sẽ tiếp tục đi sideways hoặc là hoặc thậm chí nó có thể là tăng trưởng ha à, nhưng mà nó vẫn chưa có bị gãy xu hướng gọi là xuống điều chỉnh á còn nếu mà trường hợp mà uh, BTC khu vực này nếu mà nó đóng đến ngày thậm chí là nó xuống dưới cả khu vực này ha À, thì mình nghĩ là lúc đó thị trường sẽ có những sự điều chỉnh lớn hơn và à, Ancoin có thể nó sẽ à, những đồng nào mà tăng trưởng quá là nóng mà có thể nó sẽ chia hai hoặc là chia ba ở khu vực giá này thì cũng hoàn toàn có thể còn những đồng nào mà nó à, gọi là cái vùng entry của nó gọi là nó vẫn chưa có tăng quá là mạnh ha và nó có lực cầu đỡ ở dưới đỡ ở dưới á thì mình nghĩ là à, nó giảm khoảng tầm là 50% phần trăm hoặc 60% phần trăm nữa thì cũng hoàn toàn có thể ha à, nhưng mà hiện tại thì đương nhiên là BTC của chúng ta thì theo hệ thống giao dịch của bản thân mình á thì nó vẫn chưa có bị gãy trên gãy trên giảm và cái vùng 60k này thì mình thấy là cũng là một cái vùng hết sức quan trọng của thị trường ở trong những thời gian tiếp theo thì trước đó thì vào thời gian như là đầu tháng 3 đó thì mình cũng lên một bài mình phân tích ở trên Twitter thì mình cũng nói rồi thì khi mà thị trường đã tăng quá là nóng và ở trong quý 1 này thì ngay cả thời gian như là cuối năm ngoái thì mình cũng nhận định là trong thời gian quý 1 thị trường sẽ là có một cái sắc xanh ha và chúng ta cũng đã bước đến ngày là ngày 20 tháng 3 rồi cũng là gần hết quý 1 rồi và mọi người thấy là trong quý 1 vừa rồi thị trường tăng rất là mạnh ha nói chung là mình cũng cũng nghĩ là nó tăng nhưng mà mà trong quý 1 này thị trường nó tăng gọi là nó vượt qua cái sự kỳ vọng của bản thân mình ha thì đó là về gọi là xu hướng của BTC còn Ancoin hiện tại thì Ờ, trong thời gian qua đó thì khi mà BC điều chỉnh và đương nhiên là dominay thị phần của đô ở trong cái giai đoạn như là ngày 17 ngày 18 này, ngày 19 này mọi người thấy à, khi mà BC điều chỉnh mà cái thị phần của BC nó lại tăng lên thì đương nhiên là khoi của chúng ta thì nó điều chỉnh khoảng tầm 20 đến 30% là chuyện bình thường của thị trường đúng không? Và trong thời gian qua thì mình nghĩ là đa phần thì À, đương nhiên là tài khoản của ai thì uh, cũng đều có những sự uh, điều chỉnh hơn so với lại là uh, một tuần trước đó hoặc thậm chí là 10 ngày trước đó ha ngay cả bản thân của mình thì mình uh, tài khoản của mình thì cũng uh, đi, đang điều chỉnh uh, đang điều chỉnh cái mốc hiện tại so với lại là một uh, một tuần trước đó hoặc là 10 ngày trước đó nếu mà gọi là để mà nói âm thì mình sẽ không có âm ha tại trước đó thì mình cũng là uh, cắt out một phần ở phía bên trên rồi ha thì khi mình mình cắt out mình có cắt out BISel mình cũng nói ha uh, nhưng mà uh, khi mà tài khoản của mình ở trước đó ví dụ như là nó có lời khoảng 10 phần đi nhưng mà hiện tại thì có lời khoảng tầm là mình ví dụ ha có lời khoảng tầm là chỉ còn ở mức khoảng tầm là 4 hoặc 5 phần thôi thì đương nhiên là ai cũng khó là khó chịu đúng không? chứ không có phải là thoải mái gì Ha, mặc dù rằng là chúng ta vẫn là nếu mà ở cái vùng uh, entry ở thời gian trước thì chúng ta vẫn có lời nhưng mà hiện tại thì không còn lời quá là nhiều như trước thôi ha, nhưng mà mình khuyên là trong thời gian vừa rồi mình vẫn khuyên là nếu mà anh em có lời là anh em vẫn là nên là chốt ha chứ chúng ta cũng không có nên gọi là giữ toàn bộ tài sản tất cả hoặc là những đồng nào mà hoặc là ví dụ anh em nào mà có ít thời gian với thị trường đó, thì chúng ta có thể là giữ dài hạn đến thị trường và trong ngắn hạn chúng ta uh, không quan tâm luôn thì cũng không thành không thành vấn đề gì ha còn uh, đa phần các đồng ăn coi thì mình thấy là hiện tại thì một số đồng cũng có những sự điều chỉnh ví dụ thời gian như là sáng hôm nay ấy, thì mình cũng lên một bài mình phân tích ở trên twitter mình nói là về cái đồng arb này thì trước đó và quãng thời gian đầu tháng 3 đó đầu tháng 3 thì mình cũng lên bài mình nói là nếu mà anh em muốn mua arb thì anh em có thể là đợi cái quãng thời gian sau khi mà arb nó unlock một số lượng token khá là lớn à. thì sau đó thì cộng với thị trường điều chỉnh thì hiện tại arb thì nó điều chỉnh từ ẩn mốc như là 2,2 đô ha và về đến mốc sâu nhất ở trong thời gian như là rạng sáng hôm nay đó là ở mức khoảng tầm là 1,44 đô có nghĩa là điều chỉnh khoảng tầm 3,6 đô thì thời gian sáng hôm nay thì mình cũng lên bài mình nói là anh em có thể mua ARB được ở cái mức là 1,5 đến 1,6 đô thì mình nghĩ là cũng là một cái mốc đẹp để chúng ta có thể vào hàng. ở thời gian trước thì mình có thể mình sẽ không có khuyên mọi người vào ARB ha nhưng mà hiện tại thì mình thấy là cái mức là 1,5 đến 1,6 cũng là một mức gọi là nó tương đối là đẹp để chúng ta có thể là vào hàng rồi và với cái mức giá như thế này thì mình nghĩ là đến thời điểm 2025 thì chúng ta hoàn toàn có thể là thấp nhất ha, thấp nhất mình nghĩ là chúng ta có thể là sẽ ít 10 đến ít 15 so với lại là cái vùng entry ở thời gian hiện tại. Nhưng mà chúng ta thị trường chúng ta cũng sẽ không có biết chắc được rằng là đâu là đáy đúng không? Nên mình nghĩ là anh em có thể là vào hàng một phần ở cái vùng giá như thế này và nếu mà chờ đợi khi mà ARB điều chỉnh tiếp tục khoảng tầm từ 20 đến 30% tiếp tục á, 30 20 đến 30% nữa. và cái mức giá nó về loan quanh đâu đó khoảng là một đô thì có thể chúng ta sẽ là đi xây đến một một mức giá tiếp theo ha. ARB thì hệ sinh thái của nó khá là lớn mọi người ha. Một trong những cái layer 1, layer layer 2 lớn nhất ha. À, hình như là ARB thì hình như là với là OB thì mình không nhớ chính xác là TPL của bên hệ nào lớn hơn nhưng mà một trong hai đồng nha mọi người ha, ARB với là OB. À, còn hiện tại mình thấy là ARB cũng như là một số những cái là L2 hoặc là Layer 1 khác thì nó đang hồi rất là mạnh ha thì có lẽ là dòng tiền nó đang có xu hướng nó dịch chuyển về cho Layer 1 cũng như là Layer 2 ha. À còn ví dụ như là thời gian qua thì mình nhắc đến rất là nhiều. ARB thì mình ít nhắc ha ARB tại vì thời gian qua mình không nói mọi người mua. Mình à nên mình không có nhắc quá là nhiều nhưng mà thời gian qua mình nhắc đến rất là nhiều như là Starnet này cũng như là Bistro nè Starnet này vừa rồi thì cái mức giá khoảng tầm 2 đô mình cũng nói mọi người mua nè và ngày hôm qua thì uh, Stanet nó về cái mức giá là sáng nay ha, nó về cái mức giá là khoảng là 1, uh, 1,75 đô có nghĩa là Với nó về gọi là chạm đến gọi là cái vùng gần như là cái vùng giá đáy của nó ở trong thời gian như là uh, đầu tháng 3 luôn mọi người ha. Khoảng tầm là uh, đầu tháng 3 luôn, uh, cuối tháng cuối tháng 2 đầu tháng 3 luôn thì mình nghĩ là cái vùng giá này thì nếu mà anh em không có mua là <laughs> nói chung là cũng chịu thôi mọi người ha. Nên uh, mình nghĩ là uh, gọi là Stanet cái vùng giá khoảng tầm từ 2 đô trở xuống thì chúng ta hoàn toàn có thể chúng ta mua được ha hiện tại thì mình để mình xem tanet nó Hồi lên khoảng là khoảng là 14 đến 15 phần trăm ha trước đó là khoảng là 20 phần trăm nhưng mà hiện tại thì còn khoảng tầm là 13 14 phần trăm còn bít này bít thì mình nghĩ là cái vùng giá khoảng là 0,5 0,6 thì mọi người cũng có thể mua được và thời gian qua mình nhắc có lẽ là hai đồng mình nhắc đến nhiều nhất là Starnet cũng như là Bixel ha. Hiện tại mình cũng đang gom hai cái đồng này. À, trước đó thì mình cũng uh, gom pixel cái mức mức giá khoảng là 0,7 uh, và starnet cũng ở vùng khoảng tầm 2 đô rồi nên nếu mà trường hợp mà nó giảm nữa thì đương nhiên là mình sẽ là chia cái vùng uh, gọi là nó có sẽ khoảng cách nhất định đó mọi người uh, chia ra cái khoảng cách nhất định mình sẽ gom ha còn nếu mà anh em nào mà chưa gom thì mình nghĩ là uh, pixel và starnet đây là cái vùng giá gọi là khá là đẹp để chúng ta có thể là gom được rồi ha còn zeta zeta trên này thì uh, À, trước đó thì mình cũng mua ở cái mức giá khoảng tầm 2 đô thôi 2 đô nhưng mà hiện tại thì mình cũng sẽ chưa gom lại đâu thì mình cũng nói rồi. À, đương nhiên là à, cái mức giá khoảng tầm là 2 đô trở xuống cũng sẽ là một cái vùng giá tốt nhưng mà trước đó mình đã gom zeta ở cái mức 2 đô rồi nên à, hiện tại thì nói chung là nó điều chỉnh so với vùng giá 2 đô thì nó chưa điều chỉnh quá là nhiều nên mình sẽ là à, đợi thêm. À. à nếu mà trước đó mình gom ở cái vùng giá khoảng tầm 2 đô nè. 2 đô là cái vùng giá này ha. hiện tại thì à, chưa điều chỉnh bao nhiêu thời gian trước đó thì nó điều chỉnh khoảng tầm 16 phần trăm thì có lẽ mình cũng sẽ là chưa có quyết định mình gom ha Còn nếu mà nó giảm về đâu đó khoảng tầm 1,5 đô là khoảng tầm từ 25 đến 30 phần trăm thì có thể mình sẽ là tiếp tục mình sẽ gom nhưng mà Zeta thì mình sẽ không có vào quá là nhiều như là các loại One khác cũng như là layer chung mọi người ha Còn hiện tại thì mình thấy là có cái đồng Ronin Ronin thì nó là một cái cái đồng coin làm về mạng lưới của game ha game thì mình thấy là cái đồng này trong thời gian vừa qua nó tăng khá là mạnh mọi người. Ronin này cái chạc này ở trên sàn Binance thì nó lít sau ha, nhưng mà nếu mà chúng ta xem những cái chẹt ở trên sàn khác đó thì nó cứ mức khoảng tầm không phải mấy luôn đó mọi người ha. À, mình thấy là Ronin à, cũng là một đồng mình sẽ là follow nhưng mà hiện tại thì mình chưa có gom mọi người, ha. mình sẽ follow thôi. Tại vì là mình thấy là cái xuống giảm của nó thì nó đang khá là mạnh cũng như là thời gian qua đó. Nó tăng khá là nóng ha nên à, mình cũng sẽ là chưa quyết định mình gom và mình sẽ là chỉ à, theo dõi nó thôi. À, còn một số những cái đồng uh, uh, khác thì đương nhiên là cũng sẽ có những sự điều chỉnh. Ví dụ như là uh, Để mình xem xem Ví dụ Cách Bơ, Cách Bơ mình cũng nói qua, Cách Bơ mình cũng uh, đang nhắm đến nè. Nhưng mà mình sẽ chưa gom ha. Cách Bơ cũng là Layer One nè Nhưng mà hệ của nó thì nó khá là chậm ha. Nhưng mà uh, cái cáp của nó đó so với lại Layer 1 khác thì cũng chỉ khoảng mức là 500 triệu thôi Và nó cái cung của nó gần như là nó ra hết rồi thì để mình theo dõi ha mình cũng thích con này lắm nhưng mà mình sẽ là chưa có gom còn anh em nào muốn gom thì tùy anh em ha à, cái đồng nào mình tính nói cho mọi người mình quên rồi. à là velodrome nè Velorome thì à, trước đó thì mình cũng nói mọi người mua ở cái mức giá khoảng là đầu đầu năm nè đầu năm thì sau đó nó tăng cũng khoảng là 0,14 có nghĩa là cũng khoảng tầm là gần x3 đó hiện tại thì nó đang điều chỉnh khá là nhiều rồi một cái sàn ở trên OB và cái mức giá 0,08 này thì mình chưa gom đâu mọi người nếu mà trường hợp ở ở thời gian tiếp theo nếu mà thị trường tiếp tục rung lắc á, thì mình nghĩ là khả năng là là Velarome nó sẽ có thể nó điều chỉnh đâu đó về cái vùng khoảng là 0.06 hoặc thậm chí là về cái vùng giá đáy của nó thời gian trước khoảng là 0.05 luôn à, nhưng mà nếu mọi người muốn gom thì tùy mọi người nhưng mà ở cái vùng này thì mình chưa gom mà, nhưng mà mình nghĩ là cái vùng giá này thì cũng gọi là tạm như là chấp nhận được rồi thì dạo gần đây thì mình thấy là thị trường thì đang có những sự rung lắc khá là lớn từ bitcoin và nếu mà để mà nói Bitcoin thì còn điều chỉnh hay không thì mình nghĩ là cái sự điều chỉnh tiếp theo của Bitcoin thì nếu mà điều chỉnh nữa thì cũng hoàn toàn có thể mọi người ha, hoàn toàn có thể. nhưng mà nó hiện tại Bitcoin thì nó đang nằm ở trên một cái vùng hỗ trợ quan khá là quan trọng ở thị trường. Nhưng mà quan trọng là À, ở thời điểm là như thế này nè, trong năm 2024 mình cũng nhắc đến mọi người là chúng ta không có nên cố gắng bắt đáy và chúng ta nên chia dòng vốn của chúng ta ra từng phần, chúng ta gom và trong tài khoản của chúng ta lúc nào cũng phải là có là đô. Mọi người thấy là thời gian hiện tại thì nếu mà tài khoản em gọi là còn có đô không thì nó sẽ lợi hại như thế nào đúng không? thì gọi là cái vùng giá này hoặc cái vùng giá khá là đẹp để chúng ta có thể đi chợ được rồi ha và năm 2024 thì mình sẽ là à, không có bắt không có cố gắng bắt đáy như 2022 cũng như 2023 nữa thì mình sẽ nói lại để cho mọi người anh em nào mới có thể là biết được ha năm 2022 và 2023 nếu mà anh em nào follow mình thì anh cũng biết là mình chơi đi chơi lại rất là nhiều bitcoin ở trong 2023 từ mức giá như là dưới là 18-20k hoặc là thậm chí dưới hơn và cứ lên khoảng tầm 25k hoặc 30k là mình sẽ bán Nhưng mà trong những thời gian như là cuối của 2023 vừa rồi đó khi mà Bitcoin nó tăng quá là mạnh mình cũng không có bắt được Bitcoin mọi người Mình sẽ là chuyển qua bên Ancoin là cũng như là cái đồng Ancoin khác mình cũng là ăn lại bên Ancoin Uh, nhưng mà nếu mà ở trong thời gian vừa rồi thì mình nghĩ là đa phần chúng ta đều là mít mít về bitcoin hoặc là chúng ta chút non ha chứ mà đâu có ai nghĩ là bitcoin nó tăng lên đến tận là cái mức giá là 7, 73 đến 74 nghìn hoặc thậm chí là nó uh, vượt qua khỏi cái mức giá ATH ha thậm chí là trước hai viên mình nghĩ là không có ai nghĩ được cái vấn đề đó đâu nên uh, đa phần các anh em thì đều gọi là là đều mít sóng cũng như là đều chút non nên mình nghĩ là nếu anh em không có muốn và hầu uh, mà BTC hay tại vì chúng ta cái một entry không còn quá là đẹp á. Ở trong thời gian tiếp theo thì Bitcoin nó giảm về có thể nó về giảm về cái mức giá xuống thì có thể là chúng ta có entry đẹp. Nhưng mà nó nếu mà nó sẽ không có giảm quá là mạnh á thì đương nhiên là mình nghĩ là uh, chúng ta có thể là chuyển qua cái hệ của Ethereum cũng như layer hai trên Ethereum ha, hoặc một số layer One khác thì cũng tùy mọi người ha. Thì hôm nay thì mình cũng là phân tích về Bitcoin cũng như là đa phần các đồng bán coin thì mình nghĩ là thị trường như thế này là một trong những cơ hội đẹp để chúng ta có thể đi chợ, có thể là gom hàng ha, không phải là những cái thời điểm để chúng ta gọi là bán tháo. Ví dụ như là anh em thời gian trước mà chúng ta vào quá là nhiều shitcoin meme coin thì mình không nói ha. À nhưng mà nếu mà chúng ta đã vào những layer 1 cũng như layer 2 rồi thì ở thời điểm này thì chúng ta còn tiền thì chúng ta có thể là gom thêm ha, chứ chúng ta không có nên bán đâu còn anh em nào hết tiền thì chúng ta tạm thời là không có nhìn vào tài khoản tại vì tài khoản nếu mà đang bị giảm khá là nhiều mà chúng ta cứ nhìn vào những con số ở trong tài khoản chúng ta thì nó sẽ khá là khó chịu về tâm lý ha nên mình nghĩ là anh em nào mà đang bị âm tài khoản thì chúng ta không có nên nhìn vào những con số đâu thì nếu mọi người thấy video hữu ích thì có thể để lại một like cũng như đăng ký kênh hoặc bật chuông thông báo và mọi người có thể là tham gia vào nhóm telegram Link mình sẽ để dưới phần mô tả. Trong Telegram mình sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin về tình hình thị trường. Mình xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video sau.